Hôm nay ngày 22 tháng 6, giá vàng thế giới quay đầu lao dốc khi đón nhận các báo cáo kinh tế mạnh. Trong nước, giá vàng các thương hiệu ổn định ở mức 76,98 triệu đồng lượng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước cùng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank tiếp tục giữ nguyên mức giá 76,98 triệu đồng lượng bán ra. Như vậy, trong 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC được giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh được công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng lượng mua vào và 76,98 triệu đồng lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 75,3 triệu đồng lượng và bán ra mức 76,98 triệu đồng lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng miếng thương hiệu PNG đang neo mức 74,98 triệu đồng mỗi lượng và 76,98 triệu đồng lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín, Minh Châu và Phú Quý SJC đang lần lượt là 75,5 triệu đồng lượng và 76,98 triệu đồng lượng. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay ngày 22 tháng 6 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày 20 tháng 6 của Liên Bộ Tài chính, Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 tăng lên 21.500 đồng lít, giá xăng RON 95 được nâng lên mức 22.460 đồng lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng lên 20.360 đồng lít, còn giá dầu hỏa tăng lên mức 20.350 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày 22 tháng 6 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm với các loại lúa. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 7.200 đến 7.400 đồng mỗi kg, lúa OM 18 ở mức 7.200 đến 7.400 đồng mỗi kg, lúa IG 504 ở mức 7.000 đến 7.200 đồng mỗi kg, lúa OM 5.451 ở mức 6.900 đến 7.000 đồng mỗi kg, giảm 100 đồng kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng mỗi kg, gạo Jasmine 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg, gạo Nàng Hoa 20.000 đồng mỗi kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 đến 16.000 đồng mỗi kg, thơm thái hạt dài 20.000 đến 21.000 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!